Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng sedan và phân khúc C. Đó chính là chiếc xe Kia Forte. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, tại công ty Trường Hải đây quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh được 8.500.000 km thôi. Và chủ xe là một thanh niên rất thích phong cách, cho nên là cũng đã độ thêm một vài cái chi tiết bên ngoài. Ví dụ như quý vị và các bạn thấy đây ạ, cái phần mặt ca lăng đằng trước này cũng đã được chủ xe độ khác đi một chút. Và những cái phần la răng thì là chỉ có sơn lại màu thôi. Chủ xe đã sơn thành cái màu đen Black Edition đấy ạ. Còn nếu như quý vị và các bạn nào mà bây giờ không thích cái màu đen này thì cũng đơn giản thôi, sơn lại một phát là về nguyên bản thôi. Và cái ba đờ sốc sau cũng đã được ốp ba đờ sốc sau. Và đây là cái phần ốp trang trí thôi quý vị và các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích thì bỏ ra cũng rất là đơn giản thôi ạ. Và border kit đây ạ. Đây là cái phần border kit mà chủ xe đã độ thêm. Đấy, dàn lốp đây quý vị và các bạn này. La răng sơn đen kiểu Black Edition đấy ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài, về những cái phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, những chiếc xe cũ chúng tôi mua về thì là nó cũng có xước sát một vài chỗ, thì chúng tôi cũng đã sơn và đánh bóng lên rồi, cho nên bây giờ nó rất là đẹp. Đã có cả đèn LED này, đèn xi nhan. Đây những cái phần đèn này mà chủ xe cũng đã độ thêm một vài chút rồi. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu. Và gương chiếu hậu là gương gập điện quý vị các bạn nhé. Đây là cái phiên bản Kia Cerato 1.6 số tự động đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2013 này ạ. Đấy, tôi sẽ quay sát lại về cái phần nước sơn cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Quay sát quay gần lại để quý vị và các bạn thấy được là cái nước sơn nó còn rất là đẹp đấy, nền cũng còn rất là phẳng đấy. Và đây là cái cụm đèn pha đây quý vị và các bạn ạ. Cụm đèn pha là vẫn chúng tôi chưa có đánh bóng gì nhá, cho nên nó hơi bẩn, hơi ố một chút thôi. Chứ còn là cơ bản là nó còn chưa bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và cũng như vậy là cái cụm đèn hậu thì còn rất là mới, rất là đẹp đây. Cụm đèn hậu là nó sẽ đẹp hơn quý vị các bạn ạ, vì là nó không phải chịu ánh sáng nhiều như là cái đèn pha, thì là nó đẹp hơn ạ, mới hơn ạ. Rất là đẹp rồi đấy. Thưa với quý vị và các bạn, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh để nổ start stop nhá. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả. Đấy, tuy là chiếc xe này là chúng tôi mới mua về, cũng có dọn dẹp qua đánh bóng đi một chút rồi và quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này, vô lăng cần số cũng rất là đẹp rồi quý vị và các bạn nhé. Và nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe đây quý vị và các bạn ạ, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 8.500.000 km thì quý vị và các bạn xem đây ạ, đồng hồ công tơ mét là 8.500.000 km rồi, và vô lăng còn nguyên bản này, chưa phải thay này, cần số cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Nội thất da nguyên bản đây này quý vị các bạn này, chưa may lại đâu nhá. Đây này cái má ghế thì còn rất là đẹp luôn này. Tôi quay sát lại để cho quý vị và các bạn thấy được là nó còn nguyên và còn rất là đẹp. Xe cũng đã có cả cửa nóc rồi này. Cửa nóc này.
ở phần trần rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, đây là cái phần táp bi cửa phía sau đây quý vị các bạn ạ, nhìn rất đẹp, rất là mới luôn nhá. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn hết đây quý vị và các bạn ạ. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, nội thất này, hàng ghế sau này rất là đẹp luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi lên xe để xem về cái phần option nhá, cũng như là cái phần nội thất bên trong này. Đây là cái phần cửa nóc đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy vô lăng còn nguyên bản này. Tuy là chủ xe này là cứ hay có cái bọc và lắp thêm cái logo này. Cái logo này là dán thêm vào quý vị các bạn nhé, dán thêm thôi chứ không phải là nói đâu. Chủ xe này thích cái thương hiệu kiểu này, cho nên là tất cả những cái logo từ ốp trục cho đến bên ngoài logo đều dán theo cái này hết. Bóc ra còn rất đẹp quý vị các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét nguyên bản này, 8,5 vạn này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp, rất là nguyên bản đấy quý vị các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi, đủ hết cả rồi. Riêng về Kia thì option thì không bao giờ thiếu quý vị và các bạn ạ. Option chỉ có thừa thì chứ không có thiếu ạ. Đèn nổ start top, điều hòa tự động. Đấy, đây là những cái phần này. Option của xe Kia không bao giờ thiếu ạ, chỉ có thừa. Và gương chiếu hậu cũng là gương chống chói đây quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn ạ. Cốp sau keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả cho nên nó còn nguyên bản ạ. Còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần cốp sau. Và cái khoang sau của nó cũng còn rất là sạch sẽ, đẹp đẽ nhá. Và đây là cái bộ áo ghế quý vị và các bạn ạ. Chủ xe đã lắp thêm cái bộ áo ghế này. Chúng tôi dọn dẹp thì chúng tôi cứ tạm thời bỏ ra đã. Nếu như quý vị và các bạn nào mà thích thì lại lấy lại để lắp vào lên xe thôi. Chính vì có cái bộ áo ghế này, chủ xe rất là cẩn thận dùng cái bộ áo ghế này, cho nên là cái bộ ghế của nó còn rất mới đấy quý vị và các bạn ạ. Đây là cái lốp sơ cua nhé. Lốp sơ cua cũng còn rất là dày. Đấy, lốp sơ cua nguyên bản của xe đây này. Xe được sản xuất năm 2013 thì cái đết lốp của cái sơ cua này là 2012. Và nó còn nguyên bản luôn đấy quý vị các bạn ạ. Còn rất là dày. Tuy là cũng có hạ rồi, đã đôi lần sử dụng rồi, nhưng mà còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn này. Táp bi thì rất là đẹp rồi. Bộ ghế đây, chính vì là dùng cái bộ áo ghế bọc ghế lại cho nên là cái bộ ghế nó còn đẹp như thế này quý vị và các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi trước, táp bi cửa trước. Keo chỉ còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đây là cái phần keo chỉ nguyên bản này. Không mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi rất là đẹp, rất là mới này. Ốc bản lề nguyên bản hết luôn đấy ạ. Vô lăng cũng được tích hợp và các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng, đầy đủ hết cả option rồi quý vị và các bạn ạ. Đây là những cái phần ốc này còn nguyên bản này. Và đây cũng là cái phần động cơ của chiếc xe nhé quý vị và các bạn ạ. Cái phần quan trọng nhất của chiếc xe đây ạ, trái tim của chiếc xe đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2013 này là cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít ạ. Đấy, và đầu tiên là tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn à, xem về cái ốc cabo đã này. Ốc cabo nguyên bản này và keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Và cam kết luôn, chúng tôi cam kết luôn là thứ nhất là không bị va chạm này.
thứ hai là không bị ngập nước này, máy móc nguyên bản. Đấy, cái ốc cabo này còn nguyên bản thì đương nhiên là cái cabo này chưa phải tháo ra, chưa phải sửa chữa, chưa phải làm gì cả thì nó không bị đâm đụng, không bị va chạm gì thì mới còn nguyên được quý vị các bạn nhé. Rồi những cái ốc tai này này, quý vị các bạn đi xem xe, mua xe cũ là phải để ý từ những cái ốc này. Nếu như ốc nó còn nguyên thì là chưa có phải tháo ra, chưa phải tháo ra tức là chưa có sửa chữa, chưa có làm gì thì nó mới còn nguyên được như thế này quý vị các bạn ạ. Và cái khối động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi quý vị các bạn nhé. Tại vì là sau 7-8 năm sử dụng rồi thì là cái động cơ nó rất là bẩn, bẩn cho nên là chúng tôi phải dọn dẹp sạch sẽ đi để cho quý vị và các bạn thấy được là nó còn mới, còn đẹp như thế nào quý vị và các bạn nhé. Cái điều quan trọng thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe được sản xuất năm 2013, tính ra đến nay sử dụng 7-8 năm rồi mà nó còn mới, còn đẹp như thế này quý vị và các bạn này. Từ cái ốc chân máy này, ốc chân máy này, cho đến ốc mặt máy này, đây là ốc mặt máy hay còn gọi là ốc răng dàn cò đấy, nó còn nguyên bản quý vị và các bạn ạ, còn nguyên bản và còn rất đẹp, còn chất như thế này đấy ạ. Thì điều này chứng tỏ là nó chưa có phải làm lại máy, chưa có làm bất cứ một cái gì cả. Tức là máy móc nó chưa bị lỗi, chưa phải làm lại, còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái hộp đen này, hộp đen còn rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Điều hòa thì mát lạnh, quý vị các bạn nhìn về cái điều hòa này, chỉ cần xem qua là chúng ta cũng có thể biết được điều hòa nó còn mát hay không ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nếu như chúng ta sử dụng ô tô, một chiếc xe ô tô nếu như chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng thật tốt thì cái động cơ này nếu như phải chạy đến tầm 30 vạn vẫn chưa phải làm lại máy cơ quý vị các bạn nhé. Nhưng với điều kiện là phải chăm sóc đầy đủ tốt, dầu, mỡ, nước đầy đủ. Chứ còn nếu như những người nào mà không biết chăm sóc thì có khi chỉ để chạy vài nghìn thôi cũng đã bị hỏng máy rồi. Có khi vài nghìn hoặc vài vạn thôi là cũng đã phải hỏng máy, phải làm lại máy rồi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Kia Forte 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.